Đại tướng Phạm Văn Trà, sinh ngày 19 tháng 8 năm 1935, quê ở xã Phù Lãng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Ông nhập ngũ năm 1953 và được thăng quân hàm đại tướng vào năm 2003. Trong một trận cắn năm 1952, cha ông bị Tây bắn gãy chân, chú ông bị bắn chết. Một năm sau, trong trận cắn tiếp theo, giặc xông vào nhà, cha ông bị gãy chân không chạy được, bị chúng xả súng bắn chết tại chỗ. Đang cùng du kích chống cản, ông chạy về, đau đớn bế người cha, còn ấm nóng trên tay, đớt nước mắt, hứa với cha sẽ vào bộ đội, trả thù nhà, nợ nước. Chính vì thế, mới 17 tuổi, lại thấp bé nhẹ cân, ông vẫn khai thêm tuổi, bỏ đá vào quần để xin nhập ngũ, đi lên từ người lính thông tin, đến đại tướng, bộ trưởng bộ quốc phòng. Tài thao lược của ông đã được bộc lộ từ những trận chiến đấu vỡ lòng trên quê hương Kinh Bắc, trong kháng chiến chống thực dân Pháp, cho đến những năm tháng bám trụ ở chiến trường miền Tây Nam Bộ, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, tiếp đó là gần 10 năm cùng lực lượng vũ trang quân khu 9 làm nghĩa vụ quốc tế trên đất nước Chùa Tháp. Ông nổi tiếng là vị tướng dạn dày trận mạc, gan góc, thông minh, với những trận đánh bất ngờ, táo bạo đã làm kẻ thù khiếp sợ.